Ừ. hoàng trọng thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý thế nhưng hôm nay là ngày thứ sáu sau lễ tạ ơn thay vì gửi đến quý vị những cái bản tin chiến tranh <laughs> thời sự mệt mỏi có nhiều bản tin về đời sống mà trong thời gian qua chúng tôi có à, sưu tập được nhưng mà vì à, những cái chuyện thời sự hàng ngày cho nên chúng tôi à, không gửi đến quý vị được thì à, nhân cơ hội ngày lễ mời quý các thính giả cùng theo dõi với chúng tôi những cái bản tin à, về đời sống mà đầu tiên thì à, một cái cuộc nghiên cứu à, được đưa ra cho thấy rằng thảo yên à, mình cũng đã biết trước rồi người phụ nữ bao giờ cũng thọ hơn <laughs> nam giới hết và hôm nay họ xác định hơn nữa tuy nhiên cái tuổi thọ mà chúng tôi nhìn vào đã hơi hoảng một chút xíu lý do là cuộc nghiên cứu của tổ chức à, của các y sĩ hoa kỳ họ cho biết rằng do ảnh hưởng của đại dịch và vì thế tuổi thọ trung bình của nam giới mỹ rớt xuống còn 73. Có 73 tuổi thôi. Và họ nói rằng so với các quốc gia khác đó, Nhật Bản, Nam Hàn, Ý vân vân. Kể cả Bồ Đào Nha, Anh Quốc nữa thì hiện nay tuổi thọ của người Mỹ đó tệ nhất. Đàn ông còn có 73 thôi. Và phụ nữ thì còn có 79 tức là nam giới Mỹ đó hiện nay chết yếu hơn người phụ nữ đến 6 năm. Tức là các ông các bà thì họ nói rằng có nhiều cái vấn đề liên quan tới di truyền thể của người đàn ông. Thứ hai nữa đó, cái vấn đề à, đời sống của người đàn ông và vì di truyền thể, người đàn ông có nhiều bệnh để gây tử vong hơn là người phụ nữ trong đó những cái vấn đề về À, tiểu đường vấn đề về à, ung thư rồi à, một phần á các hoạt động của người đàn ông họ có thể hút thuốc nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn vân vân. Tuy nhiên nếu so ra đó thì họ cho rằng à, do đại dịch đã dẫn đến cái tình trạng mà người nam đối với người phụ nữ đó nó thấp hơn 6 năm. Cái chuyện đó là cái chuyện trung bình chúng ta thấy, nhưng mà họ hy vọng rằng cái cuộc nghiên cứu vào sang năm tức là 2023, 2024 hoặc những năm tới nữa. Tức là họ phải xem lại coi sau đại dịch này cái số người chết sớm của người nam ở Mỹ này so với người phụ nữ nó và khoảng cách giữa nam và nữ chỉ riêng ở tại Hoa Kỳ này thôi đó là 6 năm. Chờ đợi thêm và họ hy vọng bởi vì đây là cái con số mà mình vô cùng ngạc nhiên. À, tuy nhiên các nhà khoa học nói rằng bởi vì nó xét luôn cả cái thời gian mà Covid sau nhiều năm đó. Cho nên nếu tính, nếu không tính vào Covid đó, thì có thể người uh, nam ở Mỹ này sống đến 78 tuổi, tức là năm năm thay vì 73. Tuy nhiên nếu so ra với tuổi thọ trung bình của nam giới tại những quốc gia khác thì... Uh, nước Mỹ này cần phải xét lại về vấn đề mặc dù chúng ta nước đất nước Hoa Kỳ này là một trong những xứ sở giàu có văn minh nhất trên thế giới nhưng mà so ra đó tuổi thọ nó lại kém hơn so với những quốc gia cũng thuộc hàng văn minh và chúng ta để ý thấy đây là một trong những số G7 bảy cường quốc mà nếu mà tính luôn Nam Hàn thì Nam Hàn có tuổi thọ trung bình còn cao hơn nữa người ta cũng không loại bỏ vấn đề mà ăn kiêng đó thưa quý vị tức là đái đinh có nghĩa là ở ý thì họ có cái kiểu ăn kiêng dầu olive người nhật thì ăn nhiều loại dinh dưỡng rong biển nam hàn cũng thế họ ăn rau quả nhiều hơn là thịt thì cái vấn đề thịt ở đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý à, đặc biệt là ở anh quốc cái tuổi thọ của người đàn ông ở anh quốc cũng cao hơn so với người mỹ này thì đó là những cái vấn đề mà các giới chuyên gia họ cần phải đưa cái phúc trình này lên cho cơ quan uh, cdc các cơ quan y tế của hoa kỳ để tiếp tục củng cố hơn nữa cái hệ thống y tế của hoa kỳ và thưa quý vị trong tuần qua thì quý vị cũng nhớ đã ở tại San Francisco có cái cái hội diễn đàn về APEC có sự xuất hiện của tổng thống Joe Biden rồi ông thống đốc Newsom mà quý vị cũng nhớ là cũng trong cái tuần vừa rồi xảy ra cái chuyện đó là một khúc cầu freeway 10 ở Los Angeles bị cháy thì ông Newsom ổng giống như là trong suốt mấy ngày liên tục đó ổng ông xuất hiện trên các cuộc họp báo với báo chí rồi ông đưa ra những cái giống như là việc thứ nhất đánh giá cái mức độ hư hại rồi ông đưa ra được những cái chi tiết là sẽ sửa sang như thế nào vân vân thì cho thấy là khi mà tiểu bang có những cái crisis lớn ông đã có những cái từng bước từng bước một giải quyết những cái chuyện này rất là thỏa đáng thì quý vị cũng nhớ là chính tổng thống Joe Biden trong cái cái, cái diễn đàn APEC đã, đã khen ngợi Newsom không tiếc lời tổng thống Biden còn nói là là nếu như bây giờ mà à, diễn ra cái cái vụ mà à, ứng cử tổng thống đó Thì Newsom chắc chắn có thể lấy được cái ghế của tôi bây giờ à, ừ. Không biết có phải vì được khen ngợi nhiều quá hay không Mà ngay lập tức có một cái cuộc thăm dò giả định thưa quý vị à, Được thực hiện à, bởi uh, Immersion College uh, polling vào ngày 14 tây à, Với 1.000 cử tri à, Họ nói là thay vì đáng lý ra đó đây là thăm dò giả định chơi thôi. Ờ, ừ. Họ nói rằng thay vì đem tổng thống Joe Biden lên bàn cân với lại ông Donald Trump để coi thử lòng cử tri ở đây thì bây giờ họ lại thế vào là Newsom thôi quý vị. Thì kết quả khá là bất ngờ khi mà ông Newsom đó cái 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 cái, cái ông chiếm ưu thế còn nhiều hơn là tổng thống Joe Biden nữa. Ừ. À, khi mà họ đưa như vậy đó um, lúc ban đầu đó là ông biden với ông trump thì 50% phần trăm Uh, cử tri bỏ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden chỉ có 37% bỏ cho ông Trump mà thôi. Thế nhưng nếu mà bỏ tên của à uh, Newsom vào đó thì cái cán cân lại lệch hẳn đi à uh, 53% sẽ bỏ cho Newsom và wow. chỉ có 35% bỏ cho uh, Trump mà thôi. Uh, nhưng mà đương nhiên tại vì cái cuộc thăm dò này họ nói là họ chỉ uh, đánh giá cử tri ở tại tiểu bang California chứ không phải là cả nước thì 1.000 cử tri khi mà uh, bỏ làm cái cuộc thăm dò này đó 47% là cử tri của dân chủ, 24% là cử tri cộng hòa rồi 29% là cử tri um, uh, độc lập. Uh, tuy nhiên uh, cái 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 mức độ ủng hộ chung đó thì ông uh, Newsom ổng đang chiếm ưu thế nhưng mà cũng thông qua cái cái cuộc thăm dò giả định này thì ông lại bị đánh giá rất là thấp ở ba mm. cái chủ đề thứ nhất vấn đề vô gia cư là chính cử tri uh, dân chủ cho ông điểm F uh, rồi uh, giống như là uh, chính quyền California không có làm gì với những cái chuyện tội ác gia tăng, giống như là xe bị đập kính rồi cướp bóc cửa hàng vân vân và đặc biệt cái chuyện mà cost of living ở California, yeah. giá nhà cửa thì ông Newsom bị đánh giá rất là tệ thôi quý vị. Thì qua cái cuộc thăm dò này chúng ta thấy là ông À, giống như là giải quyết những cái vấn đề to lớn thì rất là tốt nhưng mà những cái vấn đề mà nhỏ nhỏ liên quan trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thì ông lại có vẻ như không có đả động gì đến hết Nhưng mà qua các hoạt động của ông thống đốc Gavin Newsom trong thời gian qua chúng ta thấy ông bắt đầu có ý muốn là sẽ ra tranh cử sau 4 năm nữa, chờ đợi xem cái cuộc bầu cử năm 2024 diễn biến như thế nào. Ông đi Trung Quốc gặp Tập Cận Bình nè tổ chức apec này, rồi xuất hiện thường xuyên à, từ vấn đề đại dịch vấn đề tiền à, hỗ trợ cho người dân đưa ra các nỗ lực ngân sách của california tất cả các hoạt động đó để ông chứng minh đầu tiên là cho california thấy rằng ông có khả năng lãnh đạo và thường là các vị thống đốc ra tranh cử tổng thống cho nên người ta nghĩ rằng trong vòng 4 năm tới sau cái nhiệm kỳ nếu còn của ông biden hoặc là của ông Trump hoặc là bất cứ ứng viên nào khác đó, thì đến năm 2028 vẫn còn trẻ thưa quý vị Gavin Newsom sau 60 tuổi sẽ ra tranh cử tổng thống thì ông hy vọng đạt được với những thành tích ông đã đạt được trong thời gian qua chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả tiếp tục với những tin tức liên quan tới lễ tạ ơn. Thảo Yên biết hôm nay là ngày gì không? Dạ không. Hôm nay là ngày thứ sáu, ừ. Black Friday. À, năm ngoái thì chúng tôi cũng hỏi câu hỏi à, với Thảo Yên tương tự thì Thảo Yên nói rằng tất cả những gì mua sắm thì em đã mua sắm trước đó rồi. À, phần lớn nếu quý vị vào thì thấy rằng là thật sự có những cái món những cái món hàng mà nó sale cũng kinh khủng lắm nhưng mà nó rất là giới hạn và phần lớn các công ty họ quảng bá chỉ để dành cho một số người chịu khó xếp hàng. Thì năm nay trên mạng thì Amazon tiếp tục Walmart nói chung là họ có vừa ở tiệm và vừa ở trên mạng nữa. À, tin tức này đưa ra vào thời điểm rất là mâu thuẫn. À, các cuộc thăm dò thì cho thấy rằng có tới 60% người Mỹ sống paycheck to paycheck. 60% người Mỹ. Có nghĩa là khi mà hỏi tới đó thì họ nói rằng ồ tháng này cuối tháng là thậm chí chưa hết cuối tháng nữa thì tôi đã xài hết tiền rồi. Và vì thế lãnh à, cái lương thường là hai tuần lãnh một lần thì lãnh tới đâu thì phải để trả tiền nhà, tiền xe, nhiều thứ khác nữa. Cho tới cuối tháng thì nhìn lại không còn nữa. Và thậm chí những người này họ cho biết đó, Cái số tiền để dành trong chương mục tiết kiệm cũng không có luôn nữa Thì đó là tình hình Và đó là lý do tại sao các cuộc thăm dò đều cho thấy Những người bình thường trong xã hội Mỹ đó Khi mà được hỏi đến vào ngày lễ Mà đi mua sắm đó, Thì họ nói rằng tôi không biết được Phải tiết kiệm Ngược lại tại sao chúng tôi gửi đến quý vị cái bản tin này mâu thuẫn đó Ngược lại đó thì những người đi mua sắm vào trước ngày lễ tạ ơn họ cũng đã chuẩn bị tư thế rồi à, họ lên cả một cái danh sách bởi vì đây cũng là thời điểm rất tốt để mua quà cho gia đình nhân dịp giáng sinh nó được à, giảm giá ngược lại đó thì cũng cuộc thăm dò họ nói shoppers những người đi mua sắm lại trông chờ năm nay sẽ là năm mà họ sẽ chi tiêu nhiều hơn trong đầu của họ ai cũng lo sợ là tình trạng lạm phát sẽ gây ảnh hưởng đến vấn đề mua sắm. Thế thì vấn đề chính hiện nay là như thế nào? À, cuộc thăm dò này cũng có thể có thể sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến cái tiến trình bầu cử của năm sang năm 2024. Vì lý do cho đến giờ phút này đó, cuộc thăm dò đều cho thấy đó họ sẵn lòng ủng hộ cho ông Trump so với ông Biden nhưng mà chưa biết được các cuộc thăm dò sát tới ngày bầu cử sẽ như thế nào phần lớn là đều tuyên bố chúng tôi thấy cái nền kinh tế của chúng tôi của gia đình chúng tôi trong năm 2023 cũng không có khá hơn gì so với năm 2022 và điển hình đó là trên Bloomberg hệ thống CNBC cuộc thăm dò để cho thấy rằng vẫn có 60% người Mỹ cảm thấy không được lạc quan đối với cái nhìn của tương lai bởi vì họ thấy họ nếu mà tiếp tục công việc hiện nay đó thì paycheck to paycheck hàng tháng là cứ tiêu hết chưa kể là cuối năm đa phần đặc biệt là trong ngày hôm nay đó rất nhiều người áp lực nếu họ không mua được những cái món hàng mà họ nghĩ rằng họ có thể tiết kiệm được bởi vì nếu mà không tiết kiệm được thì chuyện gì sẽ xảy ra họ lo sợ họ sẽ phải trả thêm tiền cho món hàng đó sau ngày lễ tạ ơn rồi mặc dù là amazon có monday cyber tuần tới thưa quý vị thứ hai là cyber monday thì đó là những cái vấn đề hiện nay để cho thấy rằng là à, để giải quyết cái bài toán về người tiêu thụ đó nó không đơn giản bởi vì số người tiêu thụ có nhiều mâu thuẫn họ vẫn phải chi tiêu tức là họ có thẻ tín dụng họ vẫn chi tiêu như thường nhưng mà đồng thời khi hỏi tới thì họ không thấy lạc quan tí nào Và thưa quý vị à, cũng nói về cái chuyện mà giá cả thì đương nhiên không thể nào không nhắc đến là à, một cái bữa dinner và buổi tối thanksgiving của người mỹ đó, thì sẽ tốn của họ bao nhiêu tiền bởi vì trong tuần qua đó, bộ nông nghiệp họ đưa ra một cái tin vui trong cái thời điểm lạm phát như thế này đó là giá đặc biệt là giá gà tây đó giảm mạnh cho nên là một cái bữa dinner của người mỹ vào năm nay nó sẽ giảm mặc dù không có thấy nhiều lắm thưa quý vị nhưng mà có giảm rồi so với cái đợt giá mà tăng kỷ lục vào năm ngoái À, đó là giá gà tây sẽ rớt xuống chỉ còn à, 1 đồng 25 cho một pound họ nói wow. trung bình thôi dạ vâng à, xuống đến 43 phần trăm so với năm ngoái với quý vị, à, quý vị cũng nhớ là năm ngoái giá coi như là không có tại vì thứ nhất uh -huh. dịch cúm gia cầm yeah. gà tây thiếu hụt cho nên là có những nơi mà họ có họ tăng giá rất cao thì à, như trong hình quý vị thấy đó đây là một cái bữa mà họ nói là à, typical dinner của người mỹ nó khác hoàn toàn với gia đình việt nam chúng ta ăn thì họ ăn gà tây là chính nè rồi sau đó là họ phải mua thêm rau củ nhét vào bên trong con gà tây rồi cái bánh mì ngọt dinner roll rồi à, cái 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 khoai lang ngọt và à, smash potato rồi mua để mà làm cái gravy làm cái sauce à, rồi à, trái cây đó họ chỉ ăn đơn giản như vậy thôi thì năm nay đó bộ nông nghiệp họ ước tính là một cái bữa dinner mà nấu cho một gia đình 10 người như thế này chỉ tốn có 61 đồng 17 cent à, giảm so với năm ngoái là 65 đồng nhưng mà đã, đã tăng đến hơn 14% so với giá của năm 2021 à, năm 2021 cũng một cái bữa như thế này chỉ tốn 53 đồng 31 sen mà thôi phải tính ra đó người mỹ họ ăn nó à, giống như là đơn giản hơn gia đình việt nam chúng ta nhiều quý vị thấy không biết gia đình quý vị sao chứ gia đình em bốn người ăn một bữa mà mất cũng đâu tròn trèm một trăm mấy gần hai trăm tại vì gọi tùm lum món hết à, những cái món mà bình thường chúng ta ít có ăn hết, thì à, cho nên là Tuy nhiên phía Bộ Nông nghiệp họ cũng nói chỉ có giá gà tây là giảm. Thế nhưng giá cranberry tăng 20% so với năm trước, rồi khoai lang ngọt tăng 4%, rồi khoai tây để làm smash potato đó tăng đến 14% và kể cả green beans mà cái loại mà bỏ trong lon đó, đóng hộp chứ không phải loại tươi nữa cũng tăng đến 9%. Thì nhìn chung lại họ ước tính là năm nay người Mỹ sẽ tiêu xài khoảng 2.8 tỷ để mua thực phẩm nấu cái bữa dinner cho ngày yeah. Thanksgiving thôi thưa quý vị. Đó là gia đình người Mỹ, gia đình người Việt Nam chúng ta phần lớn là đặt mua trước chả giò, gà, gà quay, <laughs> heo quay, heo quay, vịt quay. Và nếu quý vị để ý đó thì những cái thực đơn mà to go thế này đó không có giảm giá. Vâng. Rõ ràng là như vậy. Cho nên tiết kiệm đó thì nhiều người nấu chúng tôi thấy là nó giảm hơn bởi vì nếu quý vị làm roast beef nhà tình chúng tôi vẫn hay làm bò nướng tuyệt vời vâng. vô cùng ngon lắm thì là sẽ được tiết kiệm được còn nếu quý vị đi đặt thì chắc chắn là không có tiết kiệm bởi vì các nhà hàng họ vẫn phải trả những cái chi phí tăng như thường à, bao gồm lương bổng đó là những cái vấn đề à, có thể có thể năm nay đã cái um, chi tiêu để mà nấu ăn ở trong nhà Phần lớn thì đối với những người Mỹ đó và những người phụ nữ thích nấu ăn thì họ xem đó là một điều phải làm. Còn không thì oh, to go, có dư giả thì to go hết. Cũng vào ngày lễ thì các chuyên gia về tin tặc là nhé. Rồi bây giờ là có thêm cái kỹ thuật AI, trí thông minh nhân tạo họ đưa ra khuyến cáo một lần nữa cái chuyện này là chuyện dài nhân dân tự vệ, không chỉ ngày lễ nhưng mà vấn đề chính hiện nay họ tập trung vào ngày lễ bởi vì những ngày cuối năm đó là người Mỹ họ sử dụng thẻ tín dụng rồi uh, mua quà tặng vân vân thì dễ bị tin tặc tấn công hơn. Mới đây thì ở Los Angeles họ đã bắt được hai người đàn ông cái tội scam mình là à, quý vị lấy cái thẻ mà nhà băng của mình vô trong tiệm tạp hóa hay cây xăng đó thì bọn chúng làm thế nào đó gài cái máy để mình cà, cà nhưng mà không có cà vào cái thẻ của tiệm mà cà vào cái thẻ của bọn chúng thì cái tình trạng đó vẫn còn thêm về trí thông minh nhân tạo hiện nay đang gây ảnh hưởng nhất là vào mùa lễ này thêm nhiều người có người bị lừa 10 ngàn, 20 ngàn, 40 ngàn và thậm chí 60 ngàn nữa dựa trên trí thông minh nhân tạo. Mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau phần quảng cáo. Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin tức liên quan tới ngày lễ tạ ơn và chúng tôi đang đề cập đến trí thông minh nhân tạo bọn tin tặc sử dụng như thế nào. À, ngoài à, những việc mà bọn chúng có thể tấn công vào máy của quý vị từ máy chủ PC vân vân à, cho tới điện thoại thế nhưng khuyến cáo hiện nay của cơ quan FBI đưa ra đó là trí thông minh nhân tạo bọn gian bọn chúng sử dụng các loại máy để chế tạo thành những cái hình ảnh trông như người thật và những người thật như thế này đó chúng ta nhìn vào nếu mà cặp mắt bình thường đó, không có những cái máy để mà phân tích quý vị có thể đưa vào trong máy để hỏi xem đây có phải là ảnh thật hay là ảnh nhân tạo hay không thì máy sẽ trả lời nhưng mà đối với những người nhẹ dạ đó thì họ nhìn và thậm chí thưa quý vị bây giờ trí thông minh nhân tạo có thể thay đổi hình dạng để biến thành những video đây là cái chuyện video chứ không phải hình bình thường nữa à, trên Facebook chúng tôi vẫn thấy là rất nhiều các cô gái từ Việt Nam hoặc là các nơi ở nga vân vân đó họ gửi hình tới làm quen và qua đó đó họ có thể gửi cho cái vị những video thậm chí những người bị lừa đó họ nói rằng tôi nói chuyện với người đó thật mà tôi nói chuyện với người em gái đó <laughs> là thật à, điện thoại cũng nghe rộng ha rồi video cũng có nữa và đa phần những kẻ gian này đó bọn chúng tạo ra những cái video những hình ảnh thật này không ngoài mục đích là lừa tiền lừa tình phần lớn đó là cái câu chuyện nó dâm gian. nó mới đầu nó chỉ là ở à, đặc biệt là những người cô đơn ở nhà trong đó kể cả những người cao niên người phụ nữ bị lừa đảo nhiều nhất từ những hình ảnh ai của người đàn ông à, À, họ không có làm ghê gớm đâu họ không phải là làm một người đàn ông lực lưỡng đẹp gì cả họ là một khuôn mặt bình thường thôi để lừa được cái người đối diện thì đa phần á, những người đàn ông này và kể cả những người phụ nữ cô đơn á, họ nó họ bị lừa bằng những cái loại mà AI nhân tạo nhìn vào thì tưởng là thật nhưng mà là AI thì cái câu chuyện nó dâm gian mới đầu thì hỏi thăm từ từ cái mối quan hệ đó ngày càng khánh khít hơn thì bắt đầu họ không có nói là cái người đó gửi tiền cho họ nhé trong cái cuộc mà, à, điều tra mới này đó họ giới thiệu một cái dịch vụ à, làm ra tiền và tiết kiệm tiền và đồng thời đầu tư chứ không phải là ô nhà em khổ lắm giống như ở Việt Nam bố mẹ em vừa chết hay em bố mẹ em về vô viện bị cái chuyện đó xưa rồi bây giờ đó là họ giới thiệu À, tôi có quen những cái nhân vật như thế này trong các công ty đó bây giờ họ sắp khai mở ra một cái phát minh mới một chế biến lắm rất là tốt bây giờ đầu tư sớm đó thì giá rất rẻ thế thì những người đối diện nó sau một thời gian quen biết thì họ tin tưởng cái người này và đầu tư thì đó là cái chuyện mà họ nói rằng ở trên mạng nhan nhản khi mà hỏi tới những cái mà quý vị quen biết ở trên mạng mà đề cập đến vấn đề đầu tư hoặc là giới thiệu các sản phẩm mà hấp dẫn để đầu tư hoặc là mua bán thì nên tránh xa bởi vì số người họ nói từ 5 ngàn, 10 ngàn cho tới cả người 40, 60 ngàn đô la. Và thưa quý vị, vào tuần trước đó thì có một nhóm các nhà khoa học từ Viện Hàng Lâm Khoa học của Trung Quốc họ vừa mới giống như là công bố một cái cuộc thí thí nghiệm thôi quý vị cho thấy là họ đã sử dụng tế bào gốc và thành công uh, nhân bản ra một uh, một nhóm những con khỉ con từ tế bào gốc này uh, cho một cái cuộc nghiên cứu liên quan đến vấn đề uh, uh, di truyền thể vân vân thì đây là hình ảnh của những cái con khỉ thưa quý vị thì các nhà khoa học đó họ sử dụng họ lấy tế bào gốc uh, rồi sau đó họ phết vào những cái tế bào gốc này một cái loại protein uh, có chứa huỳnh quang là nó glow in the dark đó thưa quý vị để mà khi những cái con khỉ con được sinh ra thì họ biết con nào là có tứ chi phát triển từ cái tế bào gốc thì đây là một cái con mà uh, hoàn chỉnh như quý vị thấy là cái phần tứ chi mà được uh, tế bào gốc nó 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 grow ra đó là cái bốn cái đầu ngón tay uh, được uh, có huỳnh quang chiếu sáng và cặp mắt màu uh, xanh lục thì họ làm thí nghiệm thí nghiệm ở trên một cái loại khỉ gọi là con khỉ cynomolgus hay còn gọi là crab eating monkey thưa quý vị. Họ bỏ tế bào gốc vào bụng của một con khỉ cái khỏe mạnh rồi để con khỉ cái tiếp tục sống rồi nhân giống vân vân. Thì trong đó có những cái tế bào gốc thì họ phát hiện ra là cái tế bào gốc này đó là nó có thể làm ra được tổng cộng con khỉ cái sinh ra được 12 con khỉ con nhưng mà chỉ có 5 con còn sống à, trong 5 con đó thì có ba con là phát triển từ tế bào gốc nhưng mà rồi trong ba con có tế bào gốc đó thì cuối cùng chỉ còn có một con này là sống sót là khỏe mạnh à, thế nhưng sau khi mà sinh ra khỏe mạnh để giống như đã viết cái báo cáo này thì con khỉ này cũng để, chỉ được cho sống có 10 ngày rồi họ à, giết nó bằng cách nhân đạo thì qua cái cuộc à, thí nghiệm thành công này đó các nhà nghiên cứu họ muốn à, giống như là nghiên cứu là những người mà bị sinh ra khiếm khuyết về các tứ chi đó à, có thể lấy tế bào gốc ký vào ở trong người rồi sau này những cái tứ chi đó có thể giống như là nó grow ra được bởi vì cái thí nghiệm này nó cho thấy là à, nó nó thành công và đặc biệt là cái thí nghiệm này nó cũng có một cái giá trị các nhà khoa học họ nói là chẳng hạn như dành cho những cái loài mà có nguy cơ tuyệt chủng đó thưa quý vị chẳng hạn như còn có đúng một cá thể duy nhất ở trên trái đất này thì có thể lấy cái tế bào gốc của cái con đó bỏ vào trong một cái loài khác nhưng mà giống như cùng một cái loài linh trưởng thì sau này có thể có cái cái cái, cái cơ hội là nó sinh ra được cái 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 con mà đang bị tuyệt chủng như thế này và đặc biệt là nhưng mà phải làm ra nhiều con thì trong nhiều con đó mới có cơ hội là có một con sống sót. Thế nhưng cái thí nghiệm này cũng bị một số các nhà khoa học phương Tây họ chỉ trích bởi vì sử dụng tế bào gốc là đi ngược lại với tự nhiên tôi vào người lễ có nhiều câu chuyện rất là thương tâm và dễ thương nữa, à, đặc biệt liên quan đến thú cưng của con người một câu chuyện rất cảm động từ một gia đình ở Colorado. Và chúng ta cũng biết đó rất nhiều gia đình người Mỹ, Mỹ trắng họ rất là mê trượt tuyết. À, người Mỹ họ rất thích trượt tuyết. Rồi hai uh, hiking không cần đi trượt tuyết nữa nhưng mà đi bộ, trong đó kể cả những người già cao niên, một ông cụ 71 tuổi nuôi một con chó, đây là con Jack Russell, loại chó này rất là dễ thương thưa vị uh, lông mượt sát á, hình ảnh ngày ngày xưa thôi chứ không phải mới bây giờ, nữa. bây giờ nó già rồi. Uh, con đèn là chó cái tên là Finny của cái gia đình ở Colorado. Vào uh, tháng 10 đó mất tích ông cụ à uh, nói với gia đình là ông cùng với con chó và hai người thường xuyên tức là lái xe lên dưới chân núi rồi ông cụ khỏe lắm thích đi trượt tuyết một mình vậy đó và luôn luôn mang theo con chó bên mình bất tích 10 tuần lễ luôn đến cuối tháng 10 vừa rồi một đoàn trượt tuyết lên cùng cái khu vực đó mà trước đó đó thưa quý vị khi mà gia đình thông báo mất tích đó là À, cảnh sát lực lượng của à, vùng núi kiểm lâm vân vân họ cũng đã cho người đi tìm kiếm mà không tìm thấy có thể là xảy ra những cái trận tuyết và ban đêm cho nên với lại một phần đó ông cụ có thể là mất tích ở trong cái khu vực nó hẻo lánh không tìm ra thì mãi cho đến ngày 30 tháng 10 vừa rồi đó một đoàn trượt tuyết họ đi lên trên vùng núi Colorado đó họ tìm thấy xác của ông cụ thế nhưng trước sự ngạc nhiên vô cùng họ tìm thấy con chó Finney bên cạnh người ừ. chủ. Thưa vị, hôm nay gia đình ở Colorado và báo chí họ loan tin, họ nói đó, uh, A miracle dog, con chó màu nhiệm. Họ cũng không hiểu làm thế nào 10 tuần lễ liên tục con chó này ở bên cạnh người chủ. Nó ăn gì, nó uống gì. Lẽ đương nhiên đó là lúc mà tìm thấy nó rất là, nghĩa là sơ sát nhưng còn sống và nhất định nó không đi đâu hết thì khi mà cái người uh, mà tìm thấy xác đó họ liên lạc ngay lập tức thì trực thăng tới rồi họ mới đưa xác thì con chó vẫn tiếp tục lúc đó đó mang cái xác đi thì con chó theo những cái người đó đi và về tới nhà xác đó thì người thân chạy đến thì con chó rất là mừng và con chó được đưa về nhà sống cho tới giờ này đã uh, gần một tháng trôi qua nhưng mà cái vấn đề ở đây đó. trong suốt 10 tuần lễ người ta đặt uh, vấn đề làm sao con chó nó sống được nó có thể là nó ăn Tuyết hoặc là uh, trong lúc nó đói nó có thể nó chạy đi nó tìm một cái gì đó nhưng mà rồi vấn đề lạnh qua đêm ở trên túi ở trên núi tuyết như vậy đó như thế nào bởi vì ông cụ 71 tuổi ông chết bởi vì lý do đó bị kiệt sức không biết vì lý do nào có thể đi lạc Thứ hai nữa, bị lạnh chết cống ở trên vùng núi đó. Chủ thì chết nhưng mà con chó vẫn sống suốt 10 tuần lễ liền. Chúng tôi tiếp tục với phần tin vào ngày lễ tạ ơn ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị theo dõi. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối cùng của chương trình tin tức đặc biệt ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong tuần qua thì phía cơ quan hàng hải ở tại Seattle cho biết là một chiếc tàu hơi nước bị chìm hơn 100 năm trước trong một cái tai nạn hàng hải mà phía cơ quan chính quyền Seattle họ gọi là tồi tệ nhất ở trong lịch sử ở của thành phố này đã vừa được tìm thấy. Thì đây là tàu hơi nước SS Dix Thưa quý vị à, Được biết đây là một cái tàu gỗ Được đóng vào năm 1904 Dài 100 feet Thì khi đó đó Đóng ra với cái mục đích là Chuyên chở hành khách từ cái bến cảng này Qua cái bến cảng khác à, Và đến năm 1906 Nghĩa là đóng trong vòng 2 năm Thì chính thức đi vào hoạt động Vào ngày 18 tây tháng 11 Năm 1906 Thì SS Dix đã bị đụng một cái tàu hơi nước lớn hơn khiến cho 42 hành khách ở cái khoang ở bên dưới bị mắc kẹt rồi sau đó cái tàu này nó chìm thôi quý vị và 42 người chết, chỉ có 35 hành người ở cái khoang trên đó là được cứu mà thôi mà cái điều bất hạnh là tất cả những người bị chết ở cái khoang dưới bị kẹt đó lại là đa số là phụ nữ với lại trẻ nhỏ. À, cho nên cái thời kỳ đó báo chí cũng như chính quyền đó họ bị chỉ trích vô cùng thì cuối cùng sau khi mà mở cái cuộc điều tra thì chính quyền Seattle họ biết được cái lý do là tại sao cái tàu này lại đụng trúng một cái tàu khác lớn hơn đó là ông thuyền trưởng của SS Dix khi đó đó ổng lại giao cho một người nhân viên đứng ở cái khoang cầm lái mà cái người nhân viên này từ trước đến giờ chưa bao giờ lái một chiếc tàu hơi nước cả lý do là ông bận, ổng đi thu tiền vé của những người hành khách, chắc sợ mấy người này đi lậu hay sao đó phải đi thu tiền. Thì khi mà ổng bỏ đi như vậy đó, cái lúc mà cái tàu đang đi thẳng và gặp cái tàu lớn hơn thì cái người nhân viên này đã không biết cách bẻ tay lái, khiến cho SSX đâm thẳng vào cái tàu lớn hơn. Thì suốt từ khi mà bị chìm đó ở cái bến cảng Alphonse ở tại Seattle thì phía chính quyền cũng như rất nhiều những cái công ty hàng hải họ đã cố gắng đi tìm xác con tàu này muốn trục vớt lên thì mãi đến năm 2011 đó có hai vợ chồng là những người chuyên thám hiểm à, dưới đáy biển và có kinh nghiệm đi trục vớt những con tàu họ tưởng là họ đã tìm được SS Dix thế nhưng sau đó à, khi mà họ thuê công ty dùng cái sóng à, sonar họ bắn đó thì cái vật thể phía dưới lại không phải là cái con tàu này thì mãi cho đến à, năm nay à, một cái công ty à, thám hiểm hàng hải khác thưa quý vị tên là Rockfish cuối cùng đã tìm thấy xác của con tàu này nằm ở Elliott Bay và cái điều mà oái âm đó là cái nơi mà con tàu này được tìm thấy đó nó cách cái nơi nó chìm không có xa chỉ khoảng đâu gần có mấy trăm feet mà thôi vậy mà hơn 100 năm qua người ta không tìm được thì khi mà tìm ra lên được đó thì xác con tàu này bị lật ngửa lên thôi quý vị và ừ. nằm ở dưới độ sâu 600 feet ở dưới biển cũng vào ngày lễ thì lại xảy ra, hiện nay đang có một cái vụ kiện giữa một cơ sở chăm sóc thú cưng Không phải mèo chó, nhưng mà những cái loại thú, chẳng hạn như là thỏ Những cái con hamster, con chuột bỏ đó Rồi chuột, chim, vân vân Ở San Diego Thì từ trước tới giờ đó, họ nói rằng họ cái số người mà họ ở San Diego đặc biệt đó, thưa quý vị là người dân ở dưới này đó là họ nuôi các thú cưng rất nhiều. Không phải chó mèo chó mèo họ có cái khu vực để mà à, nhận à, tìm người à, làm người chủ mới cho các à, con chó hoặc là con mèo nếu như gia đình đó qua đời hoặc là không có khả năng. Nhưng mà ở đây đó à, những cái hình ảnh của những cái con hamster nè, đây là những cái con hamster, con chuột bỏ thưa quý vị rồi à, chuột rồi à, những cái con thú mà chúng ta thấy nó cũng rất là lạ người Mỹ họ nuôi thậm chí mấy con mà con heo heo con heo mọi đó cũng nuôi trong nhà nữa rồi thỏ. vì lý do nào đó nó đẻ nhiều quá thế là những người này mang tới cái San Diego Human Society Cái nơi mà chăm sóc thú này thì họ cái giờ cái, họ có tới trăm con quá nhiều đồn họ chăm không xuể thì họ mới tìm thấy ở ở bên Arizona Tucson có một cái cơ sở cũng chăm sóc này họ mới liên lạc thì bên đó mới có người nói ô ở đây chúng tôi có dư thừa cái chỗ lắm gửi sang đây thế là họ mới đóng chuồng và đây là những cái hình ảnh họ nói đó. đó, đóng chuồng rồi đưa lên xe rồi chuyển tới Nghĩa là đưa máy bay ừ, chăm sóc cho con mà các con mà à, đưa lên máy bay bay sang Tucson và họ nhận được tin báo là đã đến nơi an toàn xong đó thì mọi người quên hết Thì Có một cái cuộc điều tra thì có những người họ mới khai nói rằng những cái con thú này đó Nó đã không có người nhận nuôi Hậu quả Nó được bỏ vào trong tủ đông lạnh Đông lạnh xong Bọn chúng được lấy ra Bán cho cá sấu Bán cho những cái con mà ăn mấy cái con chuột cái con bò này bán cho những người chủ đôi họ tìm tới và bây giờ nó đang nổ ra một cái chuyện thì những người làm việc cho San Diego uh, Human Society đã ôm đầu <laughs> nhìn thấy những cái con thú cưng của họ bây giờ <laughs> biến mất hết rồi và những cái con này được đông lạnh lại để bán cho những người sản xuất mà quý vị biết đó người Mỹ đó họ nuôi chăn nè nuôi những cái con chăn bự thật bự đó nuôi rắn nè rồi nuôi kỳ đà kỳ nhông ở trong nhà đó thì họ mua lại với giá rất rẻ những con này có người mua về xong rồi chặt ra từng khúc nhỏ đó phít cho những con này ăn thì bây giờ họ nói rằng là đang đang có những cái vụ kiện tụng để nhắm vào vì cái tình trạng mà lạm dụng cái lòng yêu thương của tổ chức chăm sóc chó cưng thú cưng ở trong nhà và thưa quý vị, trong uh, tuần qua thì uh, công ty uh, đấu giá Sotheby's ở tại uh, London đã uh, bán ra được một cái chai rượu uh, có giá cao kỷ lục mm. ở trong lịch sử. Uh, đây là cái giá mắc nhất từ trước đến giờ, 2.7 triệu cho một cái chai rượu Macallan uh, Adami thưa quý vị, uh, được ủ vào năm 1926. sáu wow. uh, thì uh, cái lý do mà cái chai này nó mắc như vậy đó là tại vì uh, năm uh, ủ vào năm 1926 rồi đến năm 1986 nghĩa là ủ trong suốt 60 năm thôi quý vị thì uh, cái 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 lố đó chỉ có đúng 40 chai mà thôi và đặc biệt là cái bao bì đó thì lại được một ông họa sĩ nổi tiếng của Ý là Valerio Dami ổng thiết kế cho cái nhãn cái bao bì này. Chính vì vậy mà cái giá nó mắc kỷ lục. Với lại năm đó đó cái công ty này đó họ ủ được 40 chai. Nhưng mà trước cái chai này thì mới chỉ có vào năm 2019 là cái chai đầu tiên được bán ra giá là một triệu rưỡi nghĩa là thêm chai này nữa là từ trước đến giờ mới chỉ có hai chai trên thế giới này được bán ra vẫn còn wow. ai đó giữ 38 chai thưa quý vị thì cái lý do mà nó mắc như vậy đó thì cái công ty mà ủ rượu mà cao lên này họ mô tả là à, 60 năm rồi nhưng mà mở ra đó khi một khi mở ra à, cái mùi dark fruit nó vẫn rất là nồng đậm mở ra vâng tại tại vì họ họ thật họ, họ lấy thử một cái chai ủ cùng như vậy đó không có nằm trong cái lót này họ mở ra thì cả cái cái hội trường đó họ nghe mm. được cái mùi yes. dark fruits mùi à rượu anh đào đen trà là và được ủ trong những cái hộp gỗ sồi đó cho nên là uống vào nghe được cái mùi gỗ sồi nữa thôi quý vị suốt 60 năm à, thì bởi vì họ căn cứ vào cái giá năm 2019 là cái chai đầu tiên được bán một triệu rưỡi cho ừ. nên họ nghĩ là cái chai thứ nhì này đã cùng lắm là một triệu bảy hoặc hai triệu thôi yeah. thế nhưng à, cuối cùng một người ẩn danh đã đấu liên tục với một người ở trong hội trường ở trên phone á đánh qua đánh lại cuối cùng cái giá là 2 triệu 7 cho một chai rượu mắc nhất kỷ lục của lịch sử. Macallan thì đối với người Việt Nam mấy anh bây giờ uống Macallan dữ lắm. Tôi có ông anh rất là mê Macallan thì khi mà kháo nhau cái chuyện này vui lắm. Một cái chai 750 cái chai này 2 triệu 7 nó chia ra có 25 shot tức là một cái shot nhỏ đó ực bố là hết. Mỗi một shot trị giá 108 ngàn, ực một cái là 108 ngàn. Mỗi một cái shot như vậy đó được chia ra một 591 giọt. 591 giọt. Một giọt mình lấy lưỡi mình lếm một cái đó. 193 đồng. Lếm một cái. 193 đồng. Thôi thì không cần. Mua một chai 25 năm. 3.219 đồng cũng ok đó. Là... À, rồi đó. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính chúc quý vị những uh, tuần lễ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Chúng tôi trở lại với quý vị vào ngày thứ hai và mời quý vị vào trong trang nhà livestream tv.com và nếu vào YouTube mong quý vị nhấn một nút like, nút subscribe quý vị nhé. Xin sì cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.